Kính thưa ban giám khảo, kính thưa ban tổ chức và các bạn khán giả thân mến, em tên là Vũ Thúy Vi, đó là cái tên mà bố em đã đặt cho em. Có lẽ là do mẹ em có cái tên là Thúy Anh mà nó tượng trưng cho một loài cỏ thơm, cho nên bố em muốn em là một bông hoa. Thế nhưng mà em lại thích bay hơn. Đúng ra thì chắc có lẽ là em là chim. Bởi vì cho nên em đã chọn trường hàng không. Em muốn mình có thể bay cao và bay xa để nhìn ngắm quê hương mình và nhìn ngắm đất nước. Nhìn ngắm đất nước bạn để có thể giao lưu về văn hóa. Em đến từ tỉnh Tiền Giang. Nó không có sầm uất như thành phố, nhưng mà nó êm đềm trên dòng sông Tiền. Các bạn, nếu có dịp thì mời các bạn đến thăm thành phố Mỹ Tho. Thành phố Mỹ Tho thì có các điểm du lịch như là cồn Thới Sơn, cồn Phụng, cồn Rồng. Ở đó các bạn có thể hưởng ngoạn được cái phong cảnh cây nhà lá vườn. Và được nghe đơn ca tài tử. Đó chỉ là quê hương của mẹ em thôi. Em không có quê hương nữa. Đó là quê hương của bố em. Nói thì các bạn cũng biết Vịnh Hạ Long là một danh lam thắng cảnh của rất lớn của nước ta. Và Quảng Ninh, là Quảng Ninh có một mỏ than rất lớn. Nếu mà các bạn có hỏi mình á, là nếu yêu Mỹ Tho hay là yêu Quảng Ninh hơn, thì mình sẽ nói là mình yêu cả hai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái tâm sự của em.